Chào các bạn trở lại với sức khỏe Health Tips. Những cái tip mà mình làm cho cây của mình tránh được ánh nắng thì cái đầu tiên đó các bạn là không nên bón phân ngay những lúc mà trời đang nóng. Ví dụ như bữa nay là thời tiết rất là nóng thì sáng hôm đó bạn đừng bao giờ nên bón phân. Và phân thì thường chỉ nên bón vào buổi chiều mát và sau đó thì để cho nguyên một đêm nó nghỉ ngơi, nó thấm vô cái cây, cái rễ, rồi tới ngày mai trời nắng thì không sao. Nếu như mà mình có bón phân cá organic hay là những các loại phân gì thì mình cũng không nên bón phân. Nếu như mà ngày mai mình biết là trời sẽ nóng rất là nhiều thì các bạn ngưng lại và kéo dài ra. Mình chỉ cần tưới nước rồi sau mình cho phân vô cũng không có sao hết các bạn nha. Mặc dù là phân này rất là nhẹ cũng không nên, thì nó làm cho ảnh hưởng tới cây rất là nhiều. Thì cái này là điều quan trọng mà mình phải lưu ý. Và cái thứ hai nữa là trong lúc trời nóng không bao giờ thấy cây đang bị héo, lá nó úa thì mình nên quản quá, mình đi nước lấy nước mình tưới cây liền. Thì cái đó là một cái không bao giờ, mặc dù đang nóng như vậy. Nếu mà các bạn muốn giúp cây thì bạn có thể lấy cái cây dù hay cây gì đó nó to nó lớn mình che nó lại, chứ không nên được tưới nước lên cây liền trong khi trời đang nóng. Và ngoài ra thì có một số cây, ví dụ như những cây xà lách, nó có nước vào thì nó càng làm cho cây nó khỏe hơn. Thì có một số cây mình hiểu được như vậy thì mình mới dám cho vô trong những lúc mà nó đang nắng nóng héo. Còn một số cây thì mình không nên gì hết và cứ để như vậy tới chiều mát rồi mình mới bắt đầu cho nước nhiều, thật nhiều trong cái lúc buổi chiều đó các bạn nha. Và thêm một cái thứ ba cũng lưu ý là nếu ngày đó trời rất là nóng thì đừng có nên tưới cây trong lúc buổi sáng rồi một chút xíu nữa nắng lên liền. Cái cây của bạn sẽ bị mất sức. Nếu mà mình mới vừa tưới và nắng gắt lên liền thì mình cũng không nên. Cho nên những lúc ngày mà trời nóng thật nóng, giống như một trên 100 độ F trở lên, thì những lúc đó mình nên tưới vào buổi tối để cho buổi chiều đó các bạn, buổi chiều mát đó, thì để cho đủ cái thời gian nó hấm thu vô cái rễ xong rồi nó mát qua một đêm. Thì sáng hôm sau nếu mà được thì bạn tưới rất là sớm, trời nắng khoảng chừng 3-4 tiếng. Và một cái thứ tư cũng là một cái để ý thêm nữa là khi mà cái chậu của mình á thì các bạn cũng nên kiểm tra lại cái các chậu, xem coi những cái lỗ mà ví dụ như những cái chậu thoát nước tốt, nhất là những cây bầu, cây mướp hay là những cây dưa leo mà cái lỗ nó đã thoát nước tốt rồi nhưng mà thời gian nhiều khi mình tưới á làm sao đó mà không biết mà những cái lỗ nó bị lót lại, nó không có chảy nước ra được mà nó ứ nước. Thì nếu mà bị nóng, trời nắng quá đó mà xuống thì nước nó sẽ nóng lên thì nó làm cho cái rễ ở trong của mình, cái cây của mình nó sẽ bị chết. Cái thứ năm là những cái cây mà mình trồng ở trong chậu mà nếu như mình biết là sẽ tới những cái ngày rất là nóng, mà cực kỳ nóng, nóng ngoài sức tưởng tượng của mình trong những năm, thì nhiều khi năm nay nó hơn nữa, thì các bạn thấy như vậy nếu mà trồng trong chậu được thì mình có thể dời cái vị trí nó liền và cho nắng vào buổi sáng thôi, so với những cây mà cần nắng. Sau đó thì cái vị trí đó nó trở thành bóng râm thì nó sẽ làm cho mát cái cây của mình hơn. Cái thứ sáu là khi mà các bạn có greenhouse mà mình để những cây, ví dụ như những cây ngò ôm hay là những cây rau ngò gai, tất cả những cây nào mà mình cần trong cái greenhouse là cái nhà kính, thì những ngày mà trời nóng thật nóng á, thì bạn phải kiểm tra, nếu mà thấy nóng quá thì mình hở cái cửa ra bớt để cho cái có thể là nó thoáng cái hơi trong cái phòng bớt, thì nó làm cho cây của mình nó dễ chịu hơn, nó sẽ mát hơn. Còn bình thường thì mình vẫn kéo kín cái zipper, cái dây kéo xuống hết thì không sao. Thì mình cũng phải nên để ý thời gian lúc nào thì mình nên kéo cửa và lúc nào mình nên hở cửa ra ha. Và một cái điều thứ bảy là nếu như mà các bạn đã bị những cái cây
nó nắng quá nó héo lá hết rồi, tới chiều lại là coi như là lá nó rủ xuống hết, coi như là mình thấy nó giống như là gần chết vậy đó. Thì những lúc đó đó, khi trời mát rồi thì bạn nên tưới nước cho nó nhiều và giữ cái gốc cho nó ẩm lại ha. Rồi sau đó tới ngày sáng ngày mai mà nó vẫn còn như vậy nữa thì mình cũng nên che nó lại. Rồi mình cũng, nếu mà trời không nóng thì thôi, còn trời nóng quá thì nếu mà được thì mình bưng nó vô trong cái bóng râm thì cho nó càng tốt để cho nó phục hồi lại sức khỏe của nó. Nhưng mà nếu như qua một ngày nữa rồi mà nó vẫn héo úa luôn thì coi như là ngày thứ hai, thứ ba mình thấy là không còn cách nào hết. Thì lúc đó đó, những cây thường thường, ví dụ như những cây mướp, là cây su su, những cây bầu, khi mà nó chịu quá mức cái nóng á, hoặc là dưa leo cũng vậy nữa, thì nó cũng vẫn bị héo những cái cành hết luôn. Thì lúc đó đó, cái rễ của nó đó các bạn, nó vẫn có thể phục hồi lại được. Thì mình cắt những cái cành đó đi, mình chừa ví dụ như khoảng chừng 2 gang tay thôi, mình chừa lại. Và những lúc mà mình cắt á, thì mình cũng phải nhìn làm sao mà cho nó còn 1 2 cái lá ngay cái chỗ gốc á, thì nó càng tốt, để cho nó còn mọc nhánh lên á, chứ đừng có cắt sát quá thì nó khó mà mọc lên được những cái nhánh con. Thì đây cũng là một cái cách mà mình cứu được cái gốc cây của mình, rồi nó lên cành mới thì nó cũng sẽ cho trái mới lại cho mình. Và một cái điều thứ 8 là những cây mà mình muốn tránh nắng, đơn giản nhất mà dễ nhất cho mình là thường các bạn mình phủ lên trên cái bề mặt của cái cây, ví dụ như một cái gốc đây thì mình phủ xung quanh cái gốc để cho khi mình tưới nước xong á, thì cái cây nó cũng giữ ẩm lại. Nhưng mà nếu mà mình che những cái bịch xung quanh như vậy đó thì thời tiết nó không có nóng mà nóng quá mức, còn nếu mình nóng quá mức á mà mình che bịch ni lông thì nó làm ướt rễ nhiều quá đó, là những lúc nóng á, nó có thể nó làm cho cái nước nó nóng lên, nó làm cho cái rễ của mình nó bị bên, nó bị giống như nước sôi đun nó vậy đó. Thì cho nên mình không có cho nó cái ướt nước nhiều quá. Còn nếu không thì mình phủ những cái rơm ở mình đã cắt xong đó các bạn, mình để khô đó, thì mình cũng phủ xung quanh một lớp dày. Nhưng mà ngược lại các bạn cũng nhớ, thường thường những cái mốt á, nó làm cho hút cái ẩm, tại vì nó là khô, nó là vỏ cây khô cho nên nó hút nước, hút ẩm. Thì khi mà cái cây của mình nó lúc nào á, cái thân cây á, nó cũng luôn hơi ẩm ướt. Ví dụ như đây cái su su, cây thân cây nè, nó cũng hơi ẩm ướt chút xíu. Cho nên khi mà mình đụng lên cái thân cây luôn á thì nó dễ làm cho nó hút nước từ cái thân cây nè, nó hút ra ngoài cái vỏ cây, thì những lúc đó đó làm cho cái thân cây của mình nó bị khô. Và khi mà nó bị khô vậy thì cây của mình vẫn héo. Cho nên các bạn để ý, khi mà mình phủ những cái vỏ cây khô lên á thì thường mình phải để xa cái gốc cái thân cây, không bao giờ mà để đụng vô cái thân cây là không có nên. Những cái khô đó, những cái mulch đó đó các bạn, thì các bạn có thể xài những cái loại gỗ giống như cedar, là một cái loại gỗ mà nó có mùi rất là thơm, thì nó tránh được những cái nấm bệnh, những cái đuổi được những cái con sâu bọ. Khi mà nó nghe cái mùi này á, mi nghe cái mùi này thì mi rất là thích, nhưng mà những con sâu bọ thì nó không có thích, cho nên nó sẽ đuổi được những cái con sâu bọ mà đi ra cái chỗ cái gốc cây đó, thì làm cho cái cây đó ít có nấm bệnh hơn. Thì cái đây là cái bịch của nó nè, thì mi cho các bạn xem để những ai mà muốn tránh sâu bệnh thì mình để cái này vòng vòng xung quanh cái cây, nhưng mà phải xa cái thân, cái mình xa, nếu mà những cái cây hơi chỗ mà cái chậu mình hơi rộng chút á là xa ít nhất là cũng gần cả gang xung, rồi bắt đầu mình mới để xung quanh thì nó làm cho giữ ẩm được cho cái đất mà tránh được sâu bọ rất là tốt luôn. Và cái rễ này cứ lâu lâu thì mình rắc thêm chút ít như vậy. Thì cái này mình rất là dễ tìm, mua mi mua ở Walmart có rất là rẻ, mà mình làm cũng rất là tốt nữa, thì mong là các bạn cũng tìm được cái loại này để xài để tránh được sâu bọ mà một cách an toàn. Cái thứ chín là bạn để ý là khi mình trồng một rau hay là cây rau củ nào đó thì mình phải biết chắc chắn là
cái mùa nào để trồng tốt, và cây này nó có chịu nước nhiều, nước ngập hay không, hay là cái chậu phải thoát nước tốt và tưới nước nhiều hay là chỉ ít tưới nước thôi, và ánh nắng nhiệt độ là bao nhiêu, nắng buổi sáng thôi hay là nắng buổi trưa buổi chiều vẫn được. Mình phải biết chắc chắn như vậy thì bạn trồng sẽ được thành công hơn nha. My hẹn các bạn ở nhiều video khác nha, về trồng cây hay nấu những món chay đơn giản. Các bạn thấy video này hay thì nhấn share, chia sẻ cùng bạn bè và nhấn like giùm My. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem. Bạn nào chưa nhấn nút đăng ký thì mình nhấn vào luôn để nhận thêm nhiều video mới của My nữa. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.